Có một nghịch lý rất dễ bắt gặp trên đường phố Hà Nội, đó là khi những cây cầu vượt bộ hành được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang sừng sững hiện diện, thì người đi bộ vẫn bất chấp nguy hiểm mà băng qua đường giữa dòng xe cộ dày đặc. Nghịch lý hơn, nơi cần thì chưa có, còn nơi có thì người tham gia giao thông lại không đi. Trên các tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông tham gia dày đặc như Tây Sơn, Nguyễn Trãi, Chùa Bộc, nhiều cây cầu vượt được xây dựng với mục đích đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô tình hoặc cố ý bỏ qua sự hiện diện của những cây cầu này và mạo hiểm băng qua đường. Tình trạng này không khó để bắt gặp, nhất là vào giờ cao điểm. Từ cái đoạn cần đến chỗ cầu đi bộ thì mất một đoạn đi bộ khá là xa, nên là mọi người sẽ chọn băng luôn qua đường thay vì là mình di chuyển tới cầu đi bộ. Trái ngược với tình trạng trên, tại khu vực đường Vành Đai 2, Vĩnh Tuy, ngã Tư Sở, người dân lại đang mòn mỏi chờ đợi một giải pháp để được qua đường. Đoạn đường 1,5 cây số, 10 làn xe lưu thông với tốc độ cao, xuyên qua khu dân cư đông đúc bậc nhất thành phố, lại không có lấy một nơi để sang đường an toàn. Đặc biệt, ở những nút quay đầu, việc sang đường, băng cắt không chỉ của người đi bộ mà người đi xe đạp cũng trở nên hết sức mạo hiểm. Thậm chí, nhiều vụ va chạm, tai nạn đã xảy ra. Hầu như là một tuần cũng phải có một vụ, không chết thì là thương tật. Bởi vì người dân, các cái phương tiện 4 bánh và 3 bánh di chuyển rất là nhanh. Đến bản thân tôi đi làm môi trường thì tôi rất là nguy hiểm và cái mối đe dọa rất là hãi. Nơi cần thì không có, mà nơi có thì lại thờ ơ. Theo các chuyên gia, trong tương lai khi xây dựng các công trình đô thị như cầu đi bộ, cần tính toán vị trí đặt cầu hợp lý và đặt lợi ích của người đi bộ lên hàng đầu. Cùng với đó là việc đầu tư trang thiết bị, duy tu, bảo dưỡng cũng cần phải được chú trọng để những công trình này không xuống cấp và mất đi sự hấp dẫn. Cầu đi bộ ấy, thực tế nó là một cái công trình đem lại lợi ích rất lớn cho cái việc người đầu tư cầu đi bộ. Ngoài cái việc người đi bộ đi an toàn trên đường thì cũng lại là một cái luồng tuyến để đưa con người đến cái trung tâm dịch vụ phù hợp. Cho nên là người ta làm cầu đi bộ, thậm chí là có máy lạnh, thậm chí là có cầu thang máy và luôn luôn sạch sẽ. Ví dụ như một trường hợp tôi trải nghiệm ở Bangkok chẳng hạn, thì trên những cái đoạn đường lớn quan trọng, họ viết rất là rõ bằng tiếng Thái và tiếng Anh là nếu băng qua đường tùy tiện bị phạt $200. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có những biện pháp kỹ thuật để cưỡng chế người dân sử dụng cầu đi bộ như lắp hàng rào, trồng cây xanh tại giải phân cách để ngăn chặn tình trạng người dân cố ý đi bộ qua đường. Tuy nhiên, vẫn cần một chế tài xử phạt đủ mạnh, cùng với đó là thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Khi đó, những cây cầu và hầm đi bộ mới có thể phát huy được hiệu quả, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.